Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn LD Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em nha. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cái sự kiện, đó chính là lấy skin đường tam cũng như là em tiên hữu tiểu vũ rồi. Thì mình sẽ vào để lấy nốt nhá. Ok, nhưng mà đầu tiên thì nạp cái gói hôm trước này, hôm nay nhận luôn được một em ứng long. Tí nữa mình sẽ ra mở xem dòng của nó là dòng gì. Ra suy yếu linh thú nữa thôi, chết dở anh em ạ. Ôi, nào, tiếp tục là múc thôi, nhiệm vụ đúng không? Khó chặt cây thì bây giờ mình phải đi auto đào cái đã. Tí nữa kiểu gì chả xong. Rồi, đấy, bây giờ xem gói hạn giờ gì mua luôn đi. Ba cái này. Ok. Chắc chắn là phải mua cái này rồi. Ok luôn. Ui giời, 996 có gì đâu mà phải hỏi lại nhỉ. 67/86 rồi anh em ạ. Tầm bão luôn. Được cái gì? Ui giời ơi. Hơi cùi. À, trời ơi, anh em biết gì chưa? Ngày hôm qua ấy, mình làm một phát là ra luôn em tiên hữu tiểu vũ rồi anh em ơi. Hên không anh em? Chưa cần đủ 100 lần mà mình đã ra. Ê, hên bãi cả trưởng luôn, chứ không phải là đùa đâu. Nâng cấp thân mật lên level 40 phát. Rồi, 38. Mới được 38 rồi, sắp lên được 40 rồi. Lên được 40 lại tỉ thí thêm vài vòng nữa cho nó chất chơi người giới. Ngoài ra ở trong này thì còn có khiêu chiến đấu pháp tăng cấp linh thú dị thú xâm lược này. Khiêu chiến yêu vương này. À, cái khiêu chiến yêu vương có vẻ là dễ hơn. Ồ. Đây, mình sẽ đi khiêu chiến yêu vương luôn nha. À, anh em biết gì chưa? Mình cũng vừa mới lên hợp thể hậu kỳ anh em ạ. Đánh thử xem có múc của nó hay không. Có múc được con boss này không? Ui, nghe lực lắm. Kích 2 lên xem nào. Ui ạ. Ui ạ. Lực thế. Rồi luôn. Ây ôi, anh ứng cạp không thấm rồi. Anh ứng cạp không thấm rồi. Liên kích nhiều nhỉ. Liên kích nhiều đấy. Thế thì mình sẽ đeo cái kháng liên kích xem nào. Ô, có một món mới này. Hiệu lực tăng kha khá luôn. Ây ôi, chuyển sang đeo cái thoi bay. Đánh lại xem nào. Hy vọng rằng là lần này có thể là vượt qua được nha. Yêu chiến luôn. Nếu như vượt qua được thì sẽ lời thêm 100 đào cho ngày hôm nay. Ây à, nó vẫn cứ đánh liên tùng tục ấy nhỉ. Không nhớ rõ là em này là liên kích hay phản công. Hình như là liên kích. Đấy, lần này có gọi là khả thi hơn tí này anh em này. Đấy, ok luôn. Càng quét miễn phí. Một. Ây à, ok. Ok nữa. Wow, lại sắp hết tiên ngọc rồi anh em ạ. Phải. Sao gần đây có rất là nhiều những cái hoạt động kiểu như là bang chiến các thứ ấy. Tiêu tốn cực kỳ nhiều tiên ngọc luôn. Dã man con ngàn. Nhiệm vụ. Ủa, còn nhiệm vụ gì nữa đâu ta? Khi chiến đấu pháp này, tăng cấp linh thú 3 lần này. Dị thú xâm lược ấy hả? Ok. X1 phát đấy. 76/86 rồi. Sắp đủ rồi anh em ơi. Ui ôi, lại thêm 400k điểm lực chiến nữa này. Phúc địa đúng không? Bắt buộc là phải làm nhiệm vụ trong phần phúc địa thôi. Ôi, ngon này, 135k. Ok này. Rồi, xem thêm một phát nào. Thêm một phát nữa đi nào. Ok, được này. À đúng rồi, nhận thưởng ngày hôm qua sẽ có cái gì đây? 300 cái phù thiên diễn. Hợp lý luôn. Để xem quả tích lũy là bao nhiêu. 77. Ôi, hết mất cái tích lũy này rồi. Thế thì bắt buộc là còn phải thiếu tận 9 lượt nữa cơ. 9 lượt nữa thì nhiệm vụ ở đây là mình mới có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thế là mình vẫn phải thêm một cái gói hạn giờ này nữa anh em ơi. Mà nếu như 25k thì cũng chỉ được có 2 lượt. Vẫn thiếu. Ảo ma Canada thực sự bắt buộc là phải cái 129k này rồi. Ok. Đánh thôi, chỉ biết làm sao bây giờ. Mua với một nhấn luôn. Thành công này, 7 lần. Tìm kiếm 7 lần luôn. Ôi, đào à, 84/86 rồi này. Nhiệm vụ này. Rồi, chuẩn bị anh em ơi. Khiêu chiến đấu pháp 5 lần này. Dị thú xâm lược 3 lần. Dị thú xâm lược ok đấy. Dị thú xâm lược chơi được luôn này. Ui, không cần phải top bảng xếp hạng dị thú luôn nha. 1, 2. Ô, lực chiến tăng lên. Ngon, phần trăm tăng lên luôn. Và 3. Đây rồi anh em ơi. Cuối cùng thì mình cũng đã có thể đủ lượt để mà sở hữu được em đường tam anh em ạ. Chùy to, chùy to. Chùy to, chùy to. Đấy rồi. Ngon lành anh em ơi. Sời. Xịn xò con bò đấy.
Rồi, bây giờ đến chuyên mục mà túi phát. Mà túi thì có một cái dương ứng long. Chọn luôn. Xem ứng long mới này là dòng gì đây. Hy vọng là có cường hóa linh thú. Một dòng cường hóa linh thú anh em ạ. Nghe vẻ là cũng đỡ hơn em này đây. Vãi cả bìu suy yếu linh thú luôn ạ. Nhưng mà ứng long suy yếu linh thú thì thề với anh em luôn, đánh đấm cay gì. Nên thôi mình quyết định là mình sẽ cài lại em này nha. Hôm qua lại chót nạn hồn vào đây, mất ngay 700 tiền ngọc. Em tê nhở. Không sao, mình sẽ lấy em này để nuốt chửng nha. Hy vọng rằng là sẽ có dòng ngon. Ê, khoan. Ra trận. Em này mà phá rồi. Ok, nuốt trứng. Nuốt trứng đi. Cường hóa linh thú. Rồi luôn lại là bạch hổ. Ui giời. Đây rồi. 245. Dị thú xâm lược không biết có đủ không đây. 128 này. Đủ anh em ạ. Ngon. Vẫn kịp để lấy thêm một anh ứng long nữa. Hy vọng rằng là dòng ngon. Cái gì đây? Suy yếu sát thương bạo mới đau chứ anh em ơi. Ơ, lại một món cho mình nữa ngon này. Thì múc luôn đã. Trong lúc bâng khuâng chưa biết phải làm gì với em ứng long ở đây anh em ơi. Giờ mình đang có sự phân vân rất lớn anh em ạ. Bởi vì em này thì dòng thì nói chung là cũng được. Còn mỗi tội là phẩm chất nó hơi cùi. Mà em này thì lại dòng quá chán luôn. Bây giờ chỉ hy vọng vào cái dòng cuối này nếu như nó ra cường hóa linh thú phẩm cam thôi. Nhưng tỷ lệ nó rất là thấp. Thôi, mình quyết tâm mà liều ăn nhiều anh em nhé. Ra trận con này để nuốt cái con nhiều sao kia. Hy vọng rằng là có thể ra được dòng ngon. Cường hóa linh thú cam. Thôi, xong rồi anh em ơi. Toang rồi. Ôi, tạm thời cúp mấy hôm vậy anh em ạ. Giờ lại đi kiếm hoa để chuẩn bị tẩy luyện đấy chứ biết làm sao bây giờ. Rồi ôi, đen thế. Rồi, bây giờ thì trong lúc là cái vé khiêu chiến của mình nó cũng đang đầy rồi. Đi đánh đấm thử xem là sau khi với con linh thú mới này như thế nào đây. Kay này. Đánh thử bạn Kay này xem nào. Xem có đánh đấm được hay không nha. À, anh em có thể nhìn thấy là mình thì cũng vừa mới đổi sang em hình thiên nhá. Bởi vì là ngày hôm qua đi PK bị kiểu khắc chế vào cái chỉ số né nhiều quá. Cho nên là mình đã quyết định gia tăng cái chỉ số né trong nó bằng cách là cho thêm em hình thiên luôn. Bực thực sự anh em ạ. Rồi, cho vào cái thì thấy vẫn là đánh được này. Chân này. Giờ đánh chân xem như thế nào đây. Chân này. Ăn được không? Ok. Rồi. Ui dồi ôi. Không ăn thua anh em ạ. Biết ngay mà. Nếu như ứng long mà không có cường hóa linh thú mà gặp em ông già nào mà nó lại có suy yếu linh thú thì thôi, chỉ có một khúc thôi anh em ơi. Tiếp tục là bác sói xám. Xem ăn được bác này hay không nha. Ui dồi. Đau này. À, né được rồi. Hôm qua thì bác sói xám này mang cái kháng né là mình bó tay luôn. Không thể nào mà né được tí nào. Nhưng mà anh em có thể nhìn thấy em ứng long của mình này. Chán nhở. Cạp không thốn một tí nào nữa luôn ấy. Biết thế chơi tạm cái dòng lam kia thì có khi bây giờ là PK nó còn có chút lợi ích. Ok, mình lại tự động chặt cây rồi đã. Đấu pháp còn 6 vé này. Tiếp tục là khiêu chiến thôi. Sida này. Đánh thử Sida coi. Rồi. Trong tầm phân khúc thì nói chung là cũng không lo lắm. Nhưng mà nếu mà được thì em ứng long của mình lên cường hóa linh thú cái. Ngon ngay. Đấy, kiểu như là cái bạn Sida này. Cái quả ứng long đấy là cạp cũng đau chứ. Úi dạ. Đỡ ngay. À, né ngay. Ui, đóng băng à. Có đóng băng này. Trời ơi, lại tiếp tục đóng băng. Đau ấy. Rồi luôn. Đóng băng liên tục. Anh em có thể nhìn thấy bạn đấy đóng băng mình hai phát liền. Bởi vì là bạn đấy có cái quả hàn tức. Thế thành ra là em thanh long của bạn ấy là đóng băng mình liền. Sau đấy lại thêm quả băng phong ngàn dặm nữa. Nghe đóng băng hai lần là mình cúp luôn. Rồi. Ok. Mày làm sao đấy. Nếu như mình đánh được thì có những pha em ứng long của mình lại có hàn tức. Lại quánh cho bạn ấy không kịp ngáp luôn. Đại sư tỷ này. À đây này. Bạn ấy mạnh là đánh thử này. Đánh thử xem mà ăn được đại sư tỷ không. Ồ. Đánh chay thêm một thốn thế. Nguyên em thanh long của đấy đánh mình nó gần hẹo rồi. Ui ôi. Ui. Căng này. Ui. Rồi. Ảo nhờ.
Được thực sự luôn ạ. Cái quả thanh long. Ui. Úi, lực chiến tăng nhiều này. Ngon. Để mình xem đại sư tỷ build kiểu gì chỉ số ghê. Ôi thôi thôi thôi. 483 vạn. Bảo sao. Ghê ấy, cái chỉ số căng ấy nhỉ. Mình 320. Ủa. Hơn mình tận hơn trăm vạn liền. 160 vạn liền. Căng ấy. Thuộc tính cơ bản của đại sư tỷ căng quá ấy. Thế bảo Sam Thanh Long đánh nó gắt vậy. Ô, mình quên mất. Nãy giờ lấy được skin mới rồi. Phải mặc đi chứ. Nhìn cho nó chất chơi rơi chứ anh em. Ồ, coi như lực chiến này. Cường hóa thuộc tính kháng lên 1% nữa. Trông có vẻ là đẹp trai hơn hẳn nha anh em ơi. Wow. Được này. Rồi, thế thì đi đấm đấu pháp thử với cả thanh niên mới để xem như thế nào nha. Bổ ác. Ui ạ. Ui ạ. Phi búa luôn anh em ạ. Mục luôn này. Ui ạ. Mục luôn này. Mục luôn này. Ui trời. Ngon lành anh em ơi. Được của nó. Ôi, nói chung như vậy là cũng ổn áp rồi. Trong đợt sự kiện lần này thì mình có thể lấy thêm được cái skin của Đường Tam này, cộng thêm combo tiên hữu tiểu vũ nữa, thế là tuyệt vời rồi. Mình cũng chẳng cần gì nhiều ở sự kiện lần này nữa. Như vậy là thành công lắm rồi anh em nhé. Và đối với em tiểu vũ này thì khi mà ở level 40 là giảm sát thương cuối đi 3%, HP cộng 7% là cũng được đấy. Chúc anh em chơi game vui vẻ. Và nếu như anh em nào mà chưa lấy được skin Đường Tam thì nhớ đăng ký kênh nhé. Và theo dõi video để ngắm skin của mình mỗi ngày nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.